Em báo cáo với các bác là cách đây khoảng độ 3-4 hôm em có khui hàng để giới thiệu đến các bác được cái đôi loa Bát 45 của Mỹ này. Nhưng mà đôi đó hôm đó là em chưa bóc, hôm nay em khui hàng bóc chi tiết ra cho quý vị nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 quý vị nhé. Em khui hàng trực tiếp đôi loa này chuyên dùng cho các phòng karaoke hoặc là những phòng trà hội trường lớn nhé quý vị nhé, hội trường lớn. Bát là 45. Đây, em khui hàng rõ chi tiết cho quý vị luôn. Quý vị đây, đầu tiên thì cái tem này nó mà một phần nhưng mà cũng phải để cho quý vị nhìn giới thiệu nhé. Đây, tem của em nó là hàng đôi loa này hàng made in USA nhé. Được chưa? Made in USA. Quý vị nhé. Đây quý vị đợi em chút lấy thước. Bây giờ tất cả phải dùng thước cho nó rõ ràng quý vị ạ. Này, made in USA nhé quý vị nhé. Từ của em nó đây. Từ của em nó hết viền là 19 phân rưỡi, gần 20 phân đấy là từ nhé. Còn chóa thì em đã báo hôm trước với quý vị rồi. Nhé. Cần để em đó, mà để em ngửa cái chóa lại cho em báo quý vị luôn. Để cho quý vị rõ luôn. Mà trước khi ngửa chóa thì thôi, em nghiêng cho quý vị soi hết củ nam từ của em nó cho quý vị nhé. Đây. Đây tất cả là toàn bộ. Không một côn của em nó đây. Em quay thật chậm cho quý vị nhìn chứ không cứ di chuyển nhiều quá không đọc được. Bát 45 màng giấy gân xếp quý vị nhé. Mà dòng loa này thì chắc chắn là phải gân xếp rồi. Đây xung quanh côn. Mã của em nó đây. Như gì hết à. Được chưa? Em soi kỹ cho nhiều bác không cần kiểm tra côn đi. Từ gì đây. Bác kiểm tra tôi. Hàng còn rất là đẹp quý vị nhé. Đấy là nói về con bát. Đây là con tép. Tép kèn. Đây là con tép kèn. Con tép này được dập trực tiếp lên cái tấm lưới chắn phía trước quý vị nhé. Đây, con tép còi này. Quý vị nhìn chưa? Đấy, để em quay cho quý vị nhìn cho nó rõ. Này, con tép còi. Này, mã thông số của nó đây quý vị nhỉ. Đấy. Nó được đính luôn nhé. Bấm đính luôn thẳng vào cái tấm lưới sắt chắn phía trước quý vị nhé. Đấy, phía trước của nó. Còn đây, mã của loa đây. Mã loa cũng dập phía trước luôn. Con hồi trước em đây. Loa kèn phía trước đây. Mã loa của em nó đây. Em quay chi tiết cho quý vị xem là nó có xứng đáng. Đôi loa này có xứng đáng tầm trên 30 triệu không? Giá hôm trước em báo với quý vị đây, em vẫn ghi đây, giá là 36 triệu đây. Bởi vì là quý vị phải biết rằng bây giờ quý vị ra ngoài đặt mua một đôi loa để đặt các phòng hội trường bình thường nhé. Ở ngoài đấy, con loa JBL, dòng JBL loa Trung Quốc ấy, màu trắng, nó đã tầm 24 đến 25 triệu. Trên nó chỗ tóm lại trên 20 triệu nhé. Chứ phải nói đến loa Mỹ quý vị nhé. Và quý vị đợi em một chút, đem cái gì này cứ khui hàng bằng thực cho khách hàng nó thoải mái. Có rỗi rỗi thì cứ lại, rỗi rỗi thì lại mở. Đây thì em mở phía dưới cho quý vị, bởi vì là đây trong thùng thác của em nó đây các bác nhé, thùng hết của em nó đây. Trong này có cả phân tần và bóng đèn. Con bóng kia chắc là chở bóng chống cháy, nếu mà chập nó sẽ cháy. Quý vị nhìn em có một con bóng nhé, có bóng đèn này, còn đấy là đèn chống cháy tất cả vì nhé.
Hàng còn rất là đẹp. Như nhé. Đây, phía mặt trước của loa đây. Đấy. Quý vị nhìn xem, nó về. Trước của loa. Đây quý vị, để em kéo thước cho quý vị nhé. Đây em kéo thước này ra cho quý vị xem. Kích thước loa luôn, nó thoải mái này. Được chưa? Nào, kích thước loa của loa là 45,5 46. Bát 46 quý vị nhé. Bát 46. Được chưa? Gân xếp, gân vải tẩm dầu, màng giấy. Những dòng này là rất chuẩn cho các phòng hội trường quý vị nhé. Ở phòng hội trường thì quá là đỉnh rồi. Không còn gì để nói những đôi này nữa. Vừa hội trường vừa phát biểu vừa nghe nhạc. Hoặc là những phòng trà ngoài trời. Những phòng trà có đây ngoài trời nhé. Những đôi loa này thì nó là đỉnh cao rồi quý vị nhé. Đấy. Này các bác nhé. Được chưa? À, trong này còn một con nữa. Con hát của nó đây. Em đang đặt đây. Em vừa quay ra đây nhé quý vị nhé. Đấy, còn một con to vật vã đây. Chết rồi, quay ngược suốt từ nãy rồi, quý vị thông cảm. Quay ngược suốt. Quay ngược suốt đây. Em phải khui hàng rõ thế cho quý vị thoải mái nhé. Tất cả nó rõ ràng. Xem nó xứng đáng. Bởi vì bây giờ quý vị có mua một đôi loa bình bình, gọi là JBL đi. Tầm bát 30, bát 40, 2 bát 40 lên. Nó đã hơn 20 triệu một đôi rồi. Chứ chưa nói gì đến loa này. Quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu alo đến 0911 169 961. Đôi loa Mỹ này, bát 46, giá 36 triệu quý vị nhé. Đây quý vị có nhu cầu thì alo trực tiếp đến cho em. Đây, quý vị đợi em một chút nữa, em quay nốt phía em cho cái thùng đứng lên. Cho thùng đứng lên cho quý vị xem nốt thùng cho nó thoải mái. Quay hết. Ngửa thùng rồi, nốt đằng sau thùng. Quý vị nào đến tại nhà càng tốt. Được cho em, dễ. Đây, quý vị nhé. Đây, thùng thiết kế kiểu vát. Đây là bụi nhé, chưa lau nhé. Em lau đi sạch này. Đây, thiết kế nhé. Đây, phía sau thùng đây các bác nhé. Đấy, quý vị các bác đọc cho kỹ nhé. Nó còn có cả trang, địa chỉ, đường link, nơi sản xuất luôn nhé. Đấy, phía sau đấy, phía sau của quý vị nhé. Bác này có nhu cầu alo đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn. Con loa như này to vật vã, quý vị nhìn này. Đấy, em găng tay 20 của em chưa đến nửa, được chưa? Em cảm ơn.